Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với DF và mình là Long. Thì trong video ngày hôm nay với cái nội dung cơ bản sẽ là hướng đến cái việc nâng cao những cái thông tin về cái tựa game Lumiterra. Đầu tiên thì đây là cái thành chính của game các bạn ha. Rồi, và để về được cái thành chính này thì các bạn sẽ bấm vào phần ESC, sau đó các bạn bấm vô một cài đặt ở bên góc bên phải của mình các bạn. Rồi các bạn sẽ thấy có một cái phần là character stock, thì nếu nó dịch thành tiếng Việt nó sẽ là nhân vật bị kẹt á. Rồi, đầu tiên là các bạn sẽ thấy đây là thành chính của mình. Và cũng như đây là khu vực thành chính luôn đó, các bạn có thể xem bản đồ ha. Và cái game này hiện tại thì bản đồ nó cũng chưa thật sự là quá bự, và có thể nó sẽ bự về sau này, nhưng mà trong giai đoạn test này thì nó chỉ bao gọn trong cái khu vực này thôi các bạn. Và mọi người có thể hình dung như sau, khu vực bên đây thì nó là một cái dạng khu vực quái level cao rồi. Còn nhiệm vụ của các bạn trong giai đoạn đầu và những cái tác vụ mà các bạn cần phải biết trong khi mà các bạn chơi cái tựa game này á, nó sẽ xoay quanh cái thành, cùng với đó là cái vùng đất ban đầu là cái vùng đất ở bên sát vách ngoài biển bên đây này các bạn. Rồi, vậy thì cái vùng đất đầu tiên mà mình để tâm đó là cái thành này. Cái thành này có cái gì các bạn? Mọi người hay hỏi mình là làm sao để mà các bạn có thể tạo cho mình được một cái cuốc sắt, một cái cúp sắt, một cái rìu sắt, cùng với đó là kiếm sắt hay là kiếm được đá gì đó, rất là nhiều thứ. Thì trong cái bản đồ này á, game này thì có một cái mình khá là không thích là NPC thì nó không hiện lên các bạn. Ví dụ như giống những game Võ Lâm thì bấm vô cái nó hiện lên NPC, con nó chế gì đúng không? Không, game này không có gì hết, chúng ta phải tự đi tìm mọi thứ các bạn. Kể cả NPC nhiệm vụ nó cũng ẩn luôn, nên là cũng là một cái khuất mắt của mình. Rồi, đầu tiên sẽ từ cái hướng hồi sinh qua bên chéo bên hướng 1 giờ thì các bạn sẽ thấy được có một cái ông già đội nón ở đây tên là Terrence. Thì như các bạn thấy nè, trước cái nhà ổng có hình cái cuốc nè các bạn. Thì bây giờ các bạn nhấn vô ha. Nói chung là ổng sẽ liên quan về cái nghề farmer, những cái nghề liên quan tới farming hay là các loại essence này nọ đồ. Rồi. Các bạn bấm vô xong các bạn sẽ thấy có một cái phần là chế tạo cái cuốc nè. Rồi, các bạn thấy nó có chế tạo cái bình nước nè, chế tạo cái đồ chải lông nè. Và kế tiếp á là chế tạo hạt giống các bạn, và cũng như là đồ ăn cho pet. Thì nó liên quan về cái nghề nông của ổng mà. Và cùng với đó thì nghề nông và nghề trồng trọt của ổng cũng vậy. Ổng sẽ có thể chế tạo được cho mình một cái cục là planting essence. Ở đây thì Long rất là muốn dùng tiếng Việt luôn mọi người, nhưng mà khi mà mình lên market của game á, mình lên chợ Sky Mavis á, mình không có xài tiếng Việt được. Nên là ở đây tôi phải chỉnh lại tiếng Anh luôn, để khi mà mình lên đó mình check coi giá của item nó như thế nào thì mình cũng dễ cân đối nó. Rồi, ví dụ như cục này thì nó là một cái thứ cực kỳ quan trọng, và cục này cũng là một cái thứ cực kỳ quan trọng cho cái quá trình mà các bạn chế những cái món đồ VIP hơn, kiểu như là kiếm đá hay là những cái loại vật phẩm xịn hơn á. Các bạn sẽ có một số bạn khi mà các bạn vô các bạn chơi, các bạn mở nói chuyện với ông này, các bạn bấm vào phần farmer crafting rồi thì các bạn vẫn thấy là nó không có công thức gì hết. Lý do là các bạn chưa nâng kỹ năng của mình. Bây giờ để mà nâng kỹ năng thì các bạn bấm B lên giống như tôi nè, sau các bạn chọn cái mục thứ ba trên đây nè. Tại đây thì các bạn sẽ có kỹ năng của nhân vật của mình. Ở đây thì nó sẽ chia thành gọi là ba nghề các bạn. Ngày đầu tiên là nghề chiến đấu nè, ngày thứ hai là cái nghề trồng cây, trồng cỏ đồ, và ngày cuối cùng là cái nghề đập mỏ. Rồi, và thông qua những cái nghề này nè các bạn sẽ thấy nó sẽ có những cái mục chế, ví dụ như là Combat Essence Recipe, công thức chế cái Combat Essence này các bạn. Cùng với đó, tiếp tục là phần nghề này, các bạn cũng sẽ thấy nó sẽ có một cái phần là Planting Essence luôn. Đây là công thức chế cái món đó, và rất là nhiều thứ khác nữa. Đại loại là để các bạn chế tạo được thì các bạn bắt buộc cần phải nâng cấp kỹ năng của mình lên trước thì nó mới hiện ra cái bảng công thức đó, để mà các bạn có thể vô các bạn nói chuyện với NPC và nó xuất hiện cho các bạn công thức để mình chế tạo. Ví dụ như cái ông này là ông làm về cái nghề farming thì rõ ràng rồi các bạn, để các bạn làm tốt và các bạn lượm được những cái món đồ từ ổng á thì các bạn cần phải nâng cho mình là Planting Essence nè, cùng với đó là cái thằng Gather Essence. Thì Gather Essence không nằm ở chỗ này các bạn ha, đa số là Planting Essence nó sẽ nằm bên đây. Rồi, ok, thì đây là cái nơi mà các bạn sẽ biết được là nó là cái chỗ để mà các bạn grab được cái cục essence màu xanh lá cây cùng với màu tím. Nhưng làm thế nào kiếm được nguyên liệu và chế những cái thứ này thì các bạn sẽ chưa hình dung được, đúng không? Bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn như sau. Đầu tiên á, với cục màu xanh lá cây này thì mình nghĩ là sau khi mà các bạn đã xem xong video trước của Long thì nó có một cái nghề tên là farming các bạn. Các bạn trồng cây ra và các bạn thu hoạch lại, các bạn sẽ nhận được cho mình là tre nè, rồi cỏ ba lá nè, và cuối cùng là carrot. Thì đây là những cái thứ mà các bạn trồng sau các bạn thu hoạch lại được. Cái này thì mình nghĩ là ai cũng thấy rồi đúng không? Lúc đầu nó vô nó có cái nhiệm vụ á mọi người. Thì các bạn chỉ cần đủ tài nguyên thì các bạn grab được thôi, và 10 giây sau các bạn grab xong. Còn nói về cái cục màu tím này đi thì các bạn sẽ thấy ủa, ốc vít là gì? Squirrel là gì? Pumpkin sprout là gì? Rồi cả cái cactus sprout nữa. Mầm cactus rồi mầm bí ngô. Ok, cái này mọi người sẽ không biết. Và để mà các bạn có thể chế tạo được những cái thứ đó thì các bạn cần phải di chuyển tiếp tục vô trong cái farming của mình. Nó liên quan đến cái nghề trồng trọt và chăn nuôi đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển vô trong nhà của mình trước các bạn ha. Ok, bây giờ các bạn sẽ di chuyển đi vô bên trong nhà của mình rồi nè. Nhưng mà hiện tại bên góc bên phải màn hình của mình vẫn đang là Open World các bạn. Khi nào nó chuyển thành Dragon Deep House
thì nó sẽ vô nhà rồi. Ok, giống như thế này nè, kiểu lâu lâu nó bị lắc mọi người ha. Ở đây thì nói về nông sản thì mọi người có thể thấy nè, Long đang có mấy cái cà rốt với lại cỏ ba lá đồ, thì cơ bản các bạn cũng trồng, các bạn tưới nước thôi. Rồi còn đây sẽ là những cái thứ mà giúp cho chúng ta kiếm những cái loại tài nguyên vừa rồi để mà chế cái cùng một tím các bạn ha. Ví dụ con bí ngô thì nó sẽ cho các bạn là mầm bí ngô các bạn, còn con chó này thì nó sẽ cho các bạn là ốc vít, là cái cục giống như cục sắt gì đó. Cuối cùng là mầm xương rồng sẽ đến từ con xương rồng này. Nhưng để mà các bạn có được ba con này trong cái vườn của mình, các bạn bắt buộc cần phải đi bắt bét, và bắt bét như thế nào cũng đã có nhiệm vụ và video trước mình cũng đã nói rồi mọi người nha. Ok, và đó là cách để mà các bạn có thể tìm cho mình được những cái cục essence, những cái cục đá để mà các bạn nâng cấp và grab đồ cho mình. Nhưng ví dụ như các bạn muốn grab cục essence level 2 gọi là tinh chất á thì sao? Thì các bạn cần phải bắt cho mình những con bét level 2. Còn đây là những con bét level 1, nên là việc các bạn bắt xong các bạn thu hoạch thì các bạn cũng chỉ nhận được cho mình những món đồ tier 1 mà thôi. Đó, các bạn cũng chỉ chế được những cục đá tier 1 thôi. Hiện tại thì nhu cầu khá là cao, nhưng mà lý thuyết là như vậy các bạn ha. Ok, vậy là vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong cho mình cái nghề farmer ở ông này. Các bạn cũng đã biết được cách để mà kiếm cho mình những cái item bên trong ông đó rồi. Và đó nó sẽ liên kết với những cái nghề khác các bạn ha. Ví dụ như cái nghề farmer á, item mà nó yêu cầu sẽ là của cái nghề thu thập. Nhưng mà cái nghề chiến đấu á, thì nó lại yêu cầu là hả? Các bạn dùng đá của cái nghề farmer để các bạn chế tạo, kiểu như là nó một cái dòng xoay tua mọi người, nên là mọi người sẽ đa số là không thể nào làm tất cả cho một cái hướng chơi của mình được, nó sẽ cần có một cái sự thanh khoản ở trên chợ nữa. Rồi và tiếp theo sẽ là nghề thu thập, và chỗ này thì mọi người thấy rất rõ luôn, nó có nguyên cái cúp trước mặt ổng luôn, à không thì ra sau lưng ổng nha. Rồi các bạn nói chuyện với ổng, sau đó các bạn chọn một phần là gather crafting. Ở đây thì mọi người sẽ thấy nó có những cái loại vật phẩm cơ bản thôi, là cúp nè, rìu nè, cuốc nè, bằng sắt các bạn ha. Và để mà các bạn chế được những cái thứ này á, thì các bạn cần bắt buộc phải có cho mình là Combat Essence. Cái này á, nó sẽ đến từ những cái việc mà các bạn đi farm quái, và cái cây đó là cây level 1 mùi nha. Thì đối diện với cái ông mà hả chế tạo cúp đó luôn, các bạn có thấy một ông già nữa tên là Nas, thì các bạn chọn vô phần Combat Crafting à, thì cái là chế tạo vũ khí hay gì á. Xong rồi mọi người bấm vô phần này, các bạn sẽ thấy à, để mà các bạn kiếm được cho mình cái cục Essence màu đỏ này á, thì các bạn sẽ cần phải đi farm quái. Con quái đầu tiên mà các bạn cần farm sẽ là con xương rồng, nó sẽ rớt cho các bạn cục Green Slime. Rồi tiếp theo là Pumpkin Vice thì các bạn sẽ quýnh được từ con bí ngô, và cuối cùng là con chó sắt thì các bạn sẽ kiếm được cho mình cái dây sắt này. Rồi và đó là cách để mà các bạn kiếm được tài nguyên và chế tạo cho mình những cái món đồ ở trong cái phần của cái ông Gather Crafting này. Đương nhiên để mà tiếp tục xuất hiện những cái bảng nâng cao hơn thì các bạn cần phải nâng cấp kỹ năng của mình trong cái bảng skill của bạn ha. Và đó là cái lý thuyết của game này. Rồi, mình sẽ tiếp tục qua bên chỗ của các ông chiến đấu các bạn. Ở phần Combat Crafting thì chúng ta cũng tiếp tục quay lại chỗ đó. Ở đây thì Essence này gần như là nó phục vụ cho cái nghề thu thập bên kia rồi. Còn cái nghề thu thập ở bên kia thì rõ ràng rồi, cục tinh chất màu xanh nước biển của nó sẽ phục vụ cho cái nghề farming và cái nghề trồng trọt ở đoạn của cái ông già đội nón lá đằng kia. Còn cái ông già đội nón lá đó thì mọi người có thể hình dung là ổng sẽ chế ra những cái loại vật phẩm Essence như là màu xanh lá cây cùng với Essence màu tím. Thì đây là hai cái thứ mà sẽ gọi là craft những cái trang bị của mình, những cái vũ khí các thứ của cái quá trình mà mọi người chơi. Có nghĩa là ba nghề này nó đi tam giác với nhau luôn mọi người ha. Cái ông này sẽ cung cấp cho cái ông cầm cúp này, ông cầm cúp này á, thì ông sẽ cung cấp cho cái thằng cha có cây cuốc bên kia các bạn ha. Rồi và cái ông có cây cuốc ở bên kia thì ông lại tiếp tục ông cung cấp đồ cho cái ông vũ khí đó. Cái quy trình của game là như vậy, và để mọi người chế tạo được bất kỳ cái gì á, thì các bạn cũng sẽ theo cái nghề ngược lại. Và nếu như các bạn đang tìm kiếm cho mình một cái cộng đồng chơi game và kiếm tiền thì DF Gamefi sẽ là nơi rất phù hợp dành cho các bạn. Tại đây team tụi mình đang hoạt động chính thông qua hai nền tảng. Nền tảng đầu tiên là Telegram, đây là cái nền tảng chính mà DF phát triển. Và nói về cái độ hoạt động những cái group Gamefi tại Telegram ở Việt Nam á, thì group mình đang gần như là dẫn đầu. Và tại đây thì các bạn có thể giao lưu với nhiều người chơi khác nhau tại nhiều cái tựa game khác nhau, hoặc các bạn cũng có thể tìm kiếm cho mình được những cái hướng dẫn chơi game tại đây thông qua cái việc các bạn sử dụng cái lệnh list game tại Telegram. Sẽ có một cái con bot nó liệt kê những cái tựa game mà team tụi mình đang chạy, và cũng sẽ có hướng dẫn chi tiết cho các bạn tại đó luôn. Hoặc nếu như bạn là một cái người ngại cào phím thì Discord của DF Gamefi sẽ là một cái sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các bạn. Tại đây thì không có nhiều hướng dẫn nhưng sẽ có cái tiết mục chữa lành và kiếm đồng đội để mà các bạn có thể chơi game. Ok, và vừa rồi là những cái thông tin cơ bản về cái tựa game này, và mọi người chỉ còn có việc là nâng cấp level của mình lên và đi tìm những cái bãi quái mà các bạn có thể farm và rớt những cái tài nguyên cấp cao hơn. Còn bây giờ mình sẽ nói về cách mà mình kiếm tiền, và đây là cách kiểu như là khá là đơn sơ các bạn nha, chưa hề có một cái sự chuyên sâu gì cả, nhưng để cho mọi người dễ hình dung về nền kinh tế của nó thôi. Game này hiện tại thì nó sẽ theo cái hướng là có những cái giải thưởng thông qua cái việc mà người ta đua top hàng ngày nữa, cùng với đó là cái việc mà có buôn thưởng từ mấy con boss nữa các bạn. Thì cái này họ có thể đi team hoặc là solo tùy. Thì ở đây nó có một cái phần nữa là giải thưởng dành cho những người nào mà họ chơi combat.
Có nghĩa là họ sẽ vô một cái map các bạn, và cái map đó thì sau đó họ quýnh những con quái bên trong đó, họ quýnh càng nhiều á thì họ sẽ được điểm càng nhiều và sau đó họ lên top. Thì đây là các bạn top, và cái cơ hội mà họ nhận lại được á là những cái phần thưởng về cái medal này các bạn, và những cái medal vừa rồi á nó sẽ giúp cho họ có thể tạo được những cái nhiệm vụ bên trong cái phần task luôn các bạn. Và những cái nhiệm vụ mà họ tạo ra thì nó sẽ có cả token RON, token Lua G của game luôn. Về cơ bản thì hiện tại là như vậy mọi người nha. Rồi, và đó là cách kiếm tiền đầu tiên về cái dự án Lumiterra này. Thì mình nghĩ là tương lai nếu như nó ra bản chính thức á, cái thứ mà nó thay đổi sẽ là cái phần token thôi. Ví dụ nó để RON ở đây đúng không các bạn, thì nó sẽ không để RON nữa mà nó để token của nó luôn. Thì đó là cái hướng mà nó sẽ thay đổi về sau. Và đó là cách cơ bản nhất. Và đương nhiên cái cách mà để làm nhiệm vụ á, thì mọi người bắt buộc phải đẩy level mình cao lên này, mọi người phải build cho mình thêm cái nhân vật mình nó xịn thêm một xíu nè. Mọi người phải hướng mình đến là một cái nhân vật, một cái tài khoản mà các bạn có thể làm những cái nhiệm vụ bên trong đó. Kiểu như khi mà các bạn cấp cao hơn á thì cái nhiệm vụ của các bạn nhận được nó sẽ VIP hơn, kiểu giống như vậy chẳng hạn. Nhưng bù lại để mà các bạn có những cái nhiệm vụ giống vậy nè thì nó lại khó, và nó yêu cầu các bạn có đồ, có cái này có cái kia rất là nhiều. Còn nếu như các bạn ở cấp thấp á thì cái tỷ lệ mà nó xuất hiện cho các bạn nhiệm vụ có token á là cực kỳ thấp luôn các bạn, kiểu nó ít lắm. Cho nên là mọi người cũng lưu ý cái điều này nha. Và đến với cách kiếm tiền thứ hai thì sẽ là một cách kiếm tiền nó cũng khá là bình thường hơn. Ở trong game này á, mọi người thấy là chúng ta sẽ có rất rất là nhiều loại nghề luôn, và trong khi mọi người chơi á, thì bất kể thao tác nào, ví dụ như mọi người đánh dẹo một con quái chẳng hạn thì mana của mọi người, năng lượng của mọi người cũng bị giảm. Mọi người chặt gãy một cái cây thì cái việc mana của mọi người nó cũng bị giảm theo cái việc mọi người chặt cây đó luôn, và kể cả cái việc mọi người làm mọi thứ, nói chung là tất cả hoạt động của mọi người khi mà kết thúc hoạt động á thì các bạn sẽ đều bị mất mana hết. Vậy thì cái câu chuyện mana của game này là một cái câu chuyện mà siêu cấp khủng khiếp luôn. Thì mọi người có thể bấm Alt lên, sau đó mọi người chọn cái biểu tượng ở góc bên trái của màn hình gần phần tên của mình á, các bạn chọn cái phần craft. Thì ở đây mọi người sẽ thấy nó có một cái phần là chế tạo mana, nó có dành riêng cho nhiều nghề luôn, và chỉ có cái nghề chiến đấu á, là cái nghề mà sẽ chế được khá là nhiều thứ ở phía sau. Còn cái nghề farming với lại cái nghề trồng trọt á, thu thập đồ á, thì nó đang khá là hạn hẹp, nó chỉ chế được tới cái bình level 1 mà thôi. Rồi ví dụ như cái nghề farming đi, thì các bạn có thể chế được cho mình cái cục slime này. Và khi các bạn đã có cục slime rồi, chưa đủ các bạn, chưa phải là năng lượng nha, đây là slime năng lượng thôi. Sau đó các bạn cần phải có thêm một cái bình rỗng nữa, các bạn sẽ nhét cái slime vô trong cái bình rỗng đó thì nó mới hóa thành một chai năng lượng được, và nó sẽ có tỷ lệ là ra 3 chai hoặc là 4 chai. Đó là cho cái nghề farming các bạn ha. Rồi đến với cái nghề cuốc đó cũng vậy, thì cái nghề này là cái nghề dạng thu thập, thì các bạn cũng có thể thu thập cho mình những cái vật phẩm như thế này, các bạn chế cho mình những cái cục slime. Ví dụ như tôi thì bây giờ tôi có thể là tôi chế luôn 2 cục nè, đó crafting các bạn ha. Rồi và tại đây á, thì các bạn có thể lựa chọn cho mình là hả bán trực tiếp cục slime này lên trên market cũng được, hoặc các bạn tiếp tục chế nó thành năng lượng và các bạn đem bán. Thì cái này tùy vô cái sự lựa chọn của mỗi người các bạn ha. Và đó là phần cơ bản thôi. Và như bên đây thì Long có cả cái phần combat nữa, thì mình cũng đang tích lũy được cho mình khoảng 3 món đồ rồi, và mình đã gom đủ các bạn, bây giờ mình chế tạo ra thôi. Và đương nhiên rồi, với cái nghề bên combat á, thì mọi người sẽ có thể chế được nhiều loại slime xịn hơn, nhưng mà cơ bản thì mình chưa có đụng tới được. Các bạn để mà có thể tìm được những cái nguyên liệu này, các bạn sẽ cần lên những cái map cao, các bạn đánh những con quái cao hơn và xịn hơn, kiểu nó mạnh á. Sau khi mọi người chế xong thì các bạn sẽ quay về bên đây ở phần WU này nè, mọi người sẽ bấm thu hoạch nó ha. Rồi và sau khi các bạn đã tìm kiếm cho mình những cái trang bị, những cái thứ mà kiểu như chế tạo xong như slime năng lượng hoặc là rất nhiều thứ khác nữa, thì các bạn có thể coi trong túi của các bạn. Các bạn thấy là mình đang có một cục Essence Gather, rồi một vài cái thứ khá là hay ho khác. Rồi và đại loại là rất rất nhiều cái vật phẩm mà có thể sử dụng được trong cái hành trình chơi game và grab đồ. Thì những cái món đồ này nè, các bạn có thể đem nó và chuyển lên trên chợ được. Có nghĩa là mọi người sẽ đem bán trực tiếp trên chợ để các bạn kiếm được tiền luôn. Và đây là cái chợ của Lumiterra trên mạng Ronin. Và như mọi người đang thấy thì nó bán rất rất nhiều thứ luôn, từ hạt giống, cây cỏ, hạt nói chung là bla 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 đó. Nhưng mà cơ bản á, thì cái gì mà đưa lên được là bán được hết. Ví dụ như ở đây thì hồi nãy Long có chế cho mình là mấy cục slime đó các bạn. Bây giờ mình ghi chữ slime ra. Và đây cũng là lý do mà mình chuyển về tiếng Anh thay vì là để tiếng Việt. Rồi và slime hiện tại thì đang có giá là 1.97 cho cái slime level 1. Và đây là một cái giá khá là giảm mùi ha, vì cơ bản là bây giờ ai cũng đang dừng ở mức này hết, và mọi người đều chế cái loại vật phẩm này, cho nên là giá nó giảm cũng là một cái điều khá hợp lý thôi, đương nhiên thôi. Và ví dụ một vài thứ khác thì mình có một cái loại nữa là bottle, hay một cái chai các bạn nha, một cái chai hiện tại cũng đang 0.6 đô thì cũng là một cái khá là hay. Rồi ok, vậy thì bây giờ đây là hai vật phẩm mà mình đang muốn bán, vì là Long đang có sẵn ở trong túi, với lại cũng demo cho mọi người khá là dễ luôn. Bây giờ các bạn quay lại game. Có một cái lưu ý nữa là để mà các bạn đưa được cái vật phẩm của mình thành NFT và lên chợ bán được á, các bạn bắt buộc phải có cho mình cái packing box này. Và để mà các bạn có được cho mình cái packing box này nè, các bạn cần phải làm giúp mình cái nhiệm vụ daily task, có nghĩa là nhiệm vụ hàng ngày á. Thì khi mọi người hoàn thành xong, nó sẽ có tỷ lệ rớt ra cái hộp này, hoặc là cái này, hoặc là cái này, nói chung là có tỷ lệ rớt ra những cái thứ giống như thế này nè mọi người ha. Và đương nhiên rồi, ở đây thì Long làm và có được cho mình là 4 cái.
Có nghĩa là cái số lượng nó sẽ có hạn các bạn. Và đương nhiên là hộp level 1 thì chỉ có thể min được những cái thứ ở level 1 mà thôi. Và nếu như cái vật phẩm mà các bạn muốn bán nó ở level 2 thì các bạn bắt buộc còn phải có cho mình một cái packing box level 2 nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ bấm vô cái slime của mình chọn on chain các bạn. Ok, và cái slime của mình thì không yêu cầu hộp các bạn ha. Rồi, đó là cái cách mà mình đưa nó lên on chain các bạn. Mình bấm on chain thì nó sẽ đưa qua đây nè mọi người ha. Rồi bây giờ còn một cái nữa là sẽ có những vật phẩm mà nó yêu cầu các bạn là cần phải dùng hộp để mà đưa lên on chain ấy. Mình sẽ chọn bất kỳ một. Ok, cái này các bạn. Đây, ví dụ như mọi người muốn chuyển cái lá này lên trên chợ để các bạn bán thì nó yêu cầu các bạn có một cái hộp, và có nhiều loại thì nó không yêu cầu điều đó. Ví dụ như cái chai này chẳng hạn, nó cũng không yêu cầu các bạn là bán hộp luôn. Đại loại là mọi người cứ min lên thôi là mọi người đã tích lũy được cho mình một cái lượng tài nguyên như vậy rồi. Và khi mà nó lên on chain rồi thì những vật phẩm đó mọi người sẽ được duy trì và tới mainnet luôn vì nó là đồ NFT rồi các bạn. Ok, và đó là cách để mọi người chuyển đồ lên trên đó. Và tiếp theo thì sau khi mà các bạn đã chuyển lên xong thì mục tiêu kế tiếp của mình á, là đi kiểm tra coi là giá trị của cái món đồ đó như thế nào. Ví dụ như ở đây Long thấy được cái phần slime nó đang có 1.97 Ronin là giá mà rất là cơ bản luôn, à không bị mua rồi các bạn. Thì bây giờ đang có những cái thứ rẻ kiểu như là 1.99 chẳng hạn, thì bây giờ mình đã list lên đây rồi các bạn. Đây nè, mọi người coi. Bây giờ các bạn vô lại game, các bạn vô phần on chain, các bạn sẽ thấy là mình đang có 5 cục energy slime. Và bây giờ mình sẽ qua bên on chain, mình cũng có available là 5 nè các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ nhập giá vô, xong mình chọn số lượng. Rồi, mình bán thôi các bạn, mình confirm listing, sign in vô. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái việc treo bán cái vật phẩm của mình rồi các bạn ha. Bây giờ mình sẽ bấm F5 lại một lần nữa. Thì các bạn có thể thấy là, à, cái vật phẩm mà mình treo ở đây nè, nó có hiện chữ seller á, là du, là mình đó các bạn. Rồi, thì đây là vật phẩm đầu tiên. Kế tiếp thì hồi nãy mình đang thấy mình đang còn mấy cái bí ngô nữa các bạn. Bây giờ bấm Rumkin, nó không, nó là Pumpkin á. Mình quên rồi, mình chơi cái game quỷ kia, cái mình quên mất tiêu. Rồi, Pumpkin hiện tại thì đang có một cái giá khá là thấp. Bằng cách nào đó thì người ta đang đi giá xuống ha các bạn ha. Bây giờ thì mình sẽ cancel listing đi, nếu như mình muốn đổi giá các bạn, nó không có phần edit giá thì phải. Mình chỉ có thể hủy cái lệnh đó và sau đó thì chúng ta sẽ chờ thao tác lệnh mới. Rồi, cancel xong thì mình F5 lại, sau đó mình chọn list for sale. Ở đây thì mình không muốn bán giá rẻ quá. Ở đây thì mình có thể là mình treo 73, 74 là hợp lý nè. Ok, mình chọn max các bạn nha, 0.73 Ronin. Tất cả những cái thứ này thì các bạn bán ra thì các bạn thấy nó tổng hợp được cái giá tiền của mình dưới đây rồi nè. Sau khi trừ tiền phí thì nó sẽ tổng hợp được cái giá tiền mà các bạn kiếm được ở phía dưới nè. You will receive các bạn ha. Các bạn chọn confirm listing rồi các bạn chọn sign thì nó đã list thành công rồi. Và nhiệm vụ của mình là chờ tiền về mà thôi. Ở đây thì mình không biết coi lịch sử giao dịch của mình như thế nào, nhưng mà mình đã bán được cho mình một cây kiếm đá cùng với là một vài thứ nữa, và Long đã kiếm được đâu đó là khoảng 30 ron rồi các bạn. Thông qua cái việc là mình mua bán như vậy thôi. Và đây là cách kiếm tiền cơ bản. Mọi người có thể thấy là mình có những cái thao tác trong cái việc chơi game này ha. Stone Sword rồi các bạn, một cây nè. Nhưng mà bây giờ mình thấy nó chỉ treo cho mình cái loại nào mình bán thôi, mình nó không hiện tiền lên nên là tôi cũng không biết nữa. Nhưng về cơ bản thì đây là những thứ mà Long đã bán các bạn ha. Mọi người có thể xem cái này, Stone Sword này mình đã bán được 11 đồng á. Nhưng mà phí xong thì còn có 10 đồng à. Thì đó là về cái cách mà nền kinh tế của cái tựa game này nó vận hành. Cũng như á là cái việc nếu như các bạn farm lên cao thì các bạn sẽ kiếm được cho mình những cái vật phẩm cấp cao hơn tại những cái khu vực xịn hơn. Đó, thì lúc đó mọi người sẽ có những cái vật phẩm kiểu như là nó được chuộng hơn cho những cái bạn top hay là như thế nào đó. Còn nếu như các bạn cứ ở liền mãi một cái level 1 thì các bạn luôn luôn bị những cái người chơi sâu họ vô họ giành cái thị phần đó, thì nó cũng là một cách không hay. Nhưng mà cái cách mà lựa chọn là các bạn tiếp tục ở level 1 hay là tiếp tục lên level 2, 3, 4, 5, 6 về sau á, thì đó sẽ là do cách chơi của mỗi cá nhân. Và đương nhiên rồi, cái game này có một cái hay á là những cái món đồ level 1 á nó vẫn luôn yêu cầu các bạn có những thứ đó. Ví dụ tại sao mà mình nói là điều đó, vì khi mà các bạn muốn lên được cái slime level 2 thì các bạn bắt buộc cần phải có cả cục slime level 1 nữa, chứ không phải là chỉ cần tài nguyên không mà thôi. À, đó là lý do mà cái nguồn cung của nó sẽ luôn được tiêu thụ lên tới cấp cao luôn. Đây là một cái hay các bạn. Và nếu như các bạn đã có nhu cầu về cheating airdrop hoặc là muốn cài nhiều tài khoản game với cái thể loại game mà chơi trên web thì Mologin có thể hỗ trợ cho các bạn về cái vấn đề này, và còn có thể đồng bộ các cái tab game với nhau nữa. Song song với đó thì Mologin còn có cả cái tính năng CloudPhone để mà các bạn có thể chơi những cái tựa game trên điện thoại. Nếu các bạn đăng ký Mologin thông qua link đăng ký của team DF thì sẽ được miễn phí 50 profile trong 15 ngày để mà trải nghiệm Mologin, và cái link đăng ký Mologin thì Long có để dưới phần mô tả mọi người nha. Rồi, và có thể là game còn rất nhiều cách kiếm tiền nữa, nhưng ở đây á, thì Long chỉ đưa cho các bạn một cái góc nhìn và cũng như là một vài cái thông tin để mà các bạn có thể hình dung về cái tựa game này ngay trong cái giai đoạn mà nó vẫn còn đang test. Còn nếu mà tôi lại tiếp tục tìm ra những cái bí thuật gọi là kiếm tiền nhiều hơn nữa thì Long sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn trong những video sau. Ok, và mình là Long, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn các bạn trong những video kế tiếp của DF.